10 con rồi. Rồi, đây nè, quay đây nè, quay đây nè. Rồi lấy đưa cho mẹ con đi. Rồi để dành nên nó bán tư gấp. Các bạn trở lại kênh của BCT thì vừa qua cái BCT có nghe nói là nghe nói là sắp tới sinh nhật của Quy hả Sugi? Con ở nhà gần nhà của Quy, Quy lại đây chú biểu thôi. Chú nội hỏi nè. Chị lại gần đây chú hỏi một cái rồi. Rồi hồi đó giờ con có tổ chức sinh nhật không? Ủa sao vậy? Sao sinh nhật mà không tổ chức? Từ nhỏ tới lớn là con chưa được tổ chức sinh nhật luôn hả? Dạ. Tội nghiệp ghê không các bạn? Chắc là do nhà con không, mẹ con không có điều kiện để tổ chức đó hả? Dạ. Bây giờ chú đang có một ý tưởng gì nè. Giờ đúng rồi, chú đang định đi đem cá lại trường học bán cá dạo để đây nè, đứng đây coi nè. Để lấy tiền. Rồi đó là mấy bé này con không chịu chơi với ảnh đâu, từ ngày mà theo mình quay clip mấy bé bắt đầu thăng lại. Rồi bây giờ chú hỏi nè, bây giờ là chú có ý tưởng gì nè, con với chú đi lấy cá để bán cá dạo, tiền bao nhiêu bán được á, gây quỹ để làm sinh nhật cho con chị không Quy? Bây giờ mình đem lại, bây giờ chú suy nghĩ nè, hôm nay là nhân ngày sinh nhật, nhân một tí xíu là chú sẽ lấy cá ha, lấy cá đi lại trường học, con đi theo chú bán với nha. Bán dạo các bạn ơi, bán dạo trường học để bao nhiêu tiền bán được là để dành làm sinh nhật cho Quy luôn. Không, giờ lấy cá của chú rồi chứ không lấy cá của con. Bây giờ mình định bán đâu bụng. Thì đúng rồi, chú để trong thao. Bây giờ hỏi nè, bây giờ là mình bán, chú đang suy nghĩ là mình bán giá làm sao để có để cho người ta ủng hộ nè. Giờ mình bán con 10.000 được không? Không. Chú bán nhiêu? 5.000. Con cá đẹp thì được bán 10.000. Chú bán con 5.000, cá đẹp bán 10.000 hả? Dạ. Cá đẹp của con bán 5.000 hơi rẻ. Bán, ủa tại sao bán rẻ vậy? Mấy có hát ủng hộ chứ. Bán rẻ là mấy ủng hộ hả? Hồi đó giờ con ở nhà gần nhà của bạn Quy thì con có bao giờ thấy bạn Quy có sinh nhật không? Không. Không có sinh nhật hả? Nhà bạn Quy nghèo không? Nghèo. Nhà nghèo phải không? Tội nghiệp lắm. Hồi lúc mà bạn Quy bị phỏng con có biết không? Không. Lúc đó con lúc đó chưa đẻ. Con chưa đẻ. Rồi các bạn, đó bây giờ nè. Đây là B, đây nè. Đó thì mỗi lần BCT ngồi giỏng là bé này hay lại ngồi chơi với BCT gì nè mọi người. Đó. Bây giờ là vậy là đem cá, thống nhất là đem cá đi bán, không biết là có anh chị em nào ủng hộ không? Không. Hơn nữa. Mong là có nhiều anh chị em ủng hộ, tí xíu là mình sẽ đem một ít cá đó lại trường học bán. Chủ yếu là bán mấy cá thủy sinh đó các bạn. Cái thứ hai, tại vì sao mình bán cá thủy sinh? Là cá thủy sinh mới gom được. Mấy bán trường học được chứ cá đẹp quá mấy bé nhỏ đâu có mua được đâu, tại đâu có điều kiện đâu, tại bé học sinh nó đi học có 10.000 đổ lợi à. Cho nên mình bé gom gọi là tích tiểu thành đại. Ủa rồi tới ngày nào mới tới sinh nhật con? 3 tháng. Tháng 3 hả? Không phải nói gì? 3. Là chừng nào chị con về là mới tổ chức đúng không? 1. Đó các bạn, nó nói để chị về nữa, đây mình cũng nghe nói gì đó. Thôi bây giờ mình cũng đang chuẩn bị đồ á. Sẵn ngay soạn đi luôn ha. Soạn đi mới đi bán luôn. Các bạn ơi, nãy giờ là hì hục mới dọn ra đây xong nè, chủ yếu là ơi, cái đỏ ngoài nắng cháy rồi sao? Không sao đâu. Không sao đâu. Cá, rồi cá đó. Hôm nay thì đem ra đây là bán cá dạo bạn. Ở đây là sẵn có chương trình ném banh cho mấy bé nhỏ luôn, tại vì ở đây là chủ yếu là mấy bé học sinh không mà. Cho nên mấy con gì nè. Có 2.000 con đó mọi người. Đó ai mua bán 2.000 luôn nha. Còn thấy banh nó là 1 ly tới 5 con trở lên nè. Có nhiều ly đẹp luôn. Chủ yếu là quay. Nè chủ yếu là để bán để gom tiền lại làm sinh nhật cho ngày thôi. Cứ lại cái hai là cho nó có cái kỷ niệm đó các bạn. Cho có một cái kỷ niệm đẹp thôi chứ cũng không có gì, chứ mình bỏ tiền ra mình mua cái bánh kem tặng cho Quy là chuyện bình thường các bạn. Chủ yếu là thứ nhất là gì, vừa làm cho nó có một cái kỷ niệm, đến sau này khi mà nó lớn lên đó cái nó có một cái hoài niệm về cái tuổi thơ của nó, đặc biệt là bé này nè. Hôm nay là con hy sinh một ngày một buổi cuối trưa con đi bán cá để kiếm tiền làm sinh nhật cho bạn luôn phải không Sugi? Hả? Hôm nay là con cũng quyết nghỉ ngủ chưa, đừng có làm ngón tay xấu đó nè, nghe chú nói nè. Biết rồi, nghe chú hỏi nè. Hôm nay là con hy sinh một buổi ngủ trưa để con đi bán cá để làm sinh nhật cho Quy phải không? Chú nói con ngủ trưa vậy, ngủ trưa thiệt á. Hồi nãy con nói là con hy sinh phải không? Vì bạn Quy. Đâu bắt tay bạn Quy coi, bạn này chơi với bạn Quy thân thiện mà nó. Còn thân hơn nó. À. Rồi, và bây giờ là không biết ơi mà sao con nghĩ bữa nay có ế không? Ế. Bán mày, con có 2.000 mà ế.
Rồi bây giờ là bạn nào mua đầu tiên nè, một trái banh có 1.000 à, mà thấy chúng có cơ hội chúng được tới 5 con cá luôn, cũng mua mấy trái rồi, có ủng hộ 5 trái luôn hả? Rồi chết rồi, không có tiền lẻ để thôi luôn rồi. Này giờ cho bạn Quy mượn 5.000 nè, nghe mượn 5.000 thôi nè, nè thôi nè, rồi nữa thu tiền xong rồi đưa cho bạn Quy. Bạn Quy là người bán đó các bạn ơi. Đấy, thấy đây chưa, từ từ nghe. Ôi từ từ cố lên các bạn. Chết, thu banh lại, con thu giùm mấy bạn Quy đang uống rồi. Rồi cố lên, dễ, mấy đứa lớn là dễ thảy lắm. Rồi thảy đâu đây, cố lên con ơi. Rồi cố lên, đừng có chọc quê người ta nghe. Kìa yeah. Cố lên đi, cố lên nè, thảy biết đâu vô sao mạnh lắm. Rồi kìa, không vô luôn. Trái cuối cùng vô, con chỉ cần vô một trái là con lời rồi. Tại một con có 2.000 à, một con tới 2.000 lận mận chứ. Mà một ly 5 con. Đó. Xui. Mua 2 trái nữa phải không? Rồi. 2 trái nữa kìa. Rồi. Ví dụ như là mình sợ mình ném banh không trúng thì mình mua cá luôn đi, con có 2.000 à. Còn ném banh là 5 trái 5.000. Cao mà trời không bây giờ cái thân cao ra về cao bẻ học mình luôn. Đừng có chù, đừng chơi không có chù bạn. Trời. Cố lên quất luôn, thử dặn mai đi mấy đứa, ủng hộ sinh nhật cho bạn nhỏ đó kìa, bán chủ yếu là lấy sinh nhật đó, coi như là mình góp phần sinh nhật cho bạn đi, bạn bị phỏng tội nghiệp lắm. Cố lên này, không cho người lớn chơi, cho nó chơi. Cố lên, nhảy lên rồi hết luôn hả? Rồi chia buồn cùng bạn. Còn 3 ngàn nữa người lớp. Quất thêm mua con cá hả? Rồi thua giờ mua cá nè, ở đây có cái bầu như đây nè. Mua 2.000 hả, mua con hả? Đấy con lựa con nào vậy? Lựa đây rồi vô cho bạn. Đó, lâu. Các bạn ơi, sau khi mà bé này nó thảy thua mấy ngàn. Thua 7 ngàn. Con này là con mua mà. Đó. Thua 7 ngàn thì bé quyết tâm để có cá mua con này. Cũng vui các bạn. Rồi chúc con may mắn lần sau nha. Rồi tiếp tục. Rồi có đứa nào chơi nữa không? Không chơi hồi là mấy bạn kia lại chơi hết trơn luôn đó. Con mua mấy banh? 2 banh phải không? Rồi bạn mua 2 banh thôi cho bạn 3 ngàn cái con. Kìa Quy bán cho bạn 2 banh kìa Quy. Kìa. Nè. Đó. Ủa bé này nó cao, thảy cái một vô hết trơn của tôi thì sao? Rồi thảy đi con. Kém. Phan con đứng là ngay mức mới được, đứng là thảy lại đi con. Rồi thảy lại ngay mức nha, vô một ly là lời lúc luôn nghe, cố lên. Bán gây quỷ cho bạn nhỏ nè, bạn nhỏ này tới ngày sinh nhật nè mà bán lấy tiền làm quà sinh nhật cho bạn này nè. Coi như là mình, ví dụ mình mua đi, giống như là mình ủng hộ sinh nhật cho em này đi. Đó, thiệt hay là mua cá cũng được, thiệt chứ bộ. Giống như là mình chất em thôi, một trái có 1.000 à mấy đứa. Trái có 1.000 à, lên kênh YouTube chú coi. Lên kênh YouTube BCT Channel coi. Rồi luôn, bạn này mua 5 trái nè, ơi 5 trái nè. Nè, thôi là 5.000 cho anh về Sui nè. Đó. Đứng cái mức ở đó, đó anh trai. Đúng rồi đó. Cho bạn đó thảy phụ luôn đi. Ôi bạn này cao, tôi nghi ngờ quá, chắc lỗ. Đúng rồi. Chỉnh châu vô. Thấy kiểu dư tiền. Ê, vô luôn kìa. Vô một ly là lời luôn rồi đó. Một con 2.000 thấy một ly được. Lời luôn rồi nè. Lời luôn. Cho tặng cái ly luôn. Nổi cái ly không hết 1.000 rồi. Đó, thấy chưa các bạn. Uống cái là vô liền chạy về. Nhớ rủ mọi người lại ủng hộ em trai này nghe. Để mua một con thì bắt cho bạn con đi. Rồi để chưa coi chú có 1.000 lẻ không. Đây nè chú có 1.000 lẻ nè, thọ cho bạn đi. Tao đứa nào bạn nào mua đâu, chú quay bạn đó rồi đó, giống như là
sáp thôi tám. Dạ. Đúng rồi, con đang kiếm ở đây nữa, con xuống con chia lại cho tám nè. Nhiều không? Dạ. Dạ đúng rồi, sầu đen. Dạ. Dạ rồi, rồi để nữa con ấy xong con xuống. Rồi cảm ơn tám nghe. Trời ơi con đi tìm thấy ghê luôn, không có ở đây đó bán. Ở đây nó bán mới mắc quá trời. Dạ có đi rồi, nó mua đi nữa con gửi tiền lại. Dạ đúng rồi, nó giống như mũ chết vậy đó. Rồi tới bạn nào mua một, mua đi thiện một trái có 1.000 à, nãy bạn kia thấy hết chúng hết ly rồi đó. Hay là mua con mua 5 con cá hả? Con mua 5 con cá hay gì? Con gì quên, con mua 5 trái nè. Rồi vô đứng lên phục vụ quay, đứng lên con cầm thao đứng lên đưa cho bạn như vậy thử vô. Rồi rủ chi để cho mấy bạn nào ra thì ra thôi. May mắn là sẽ được trúng một cái ly này là vô mến luôn nè. Cái ly này rất là đẹp luôn nè. Ơi ơi, né né ra con đi, hoặc là chạy qua bên đây luôn nè. Rồi. Đúng rồi, chợ banh trúng cá 1 trái 1.000. Con mua mấy trái? 2 trái. Kẹp lấy 2 trái, bán 2 trái cho bạn kìa Quy, đứng lên con. Đúng rồi, Suy đứng lên luôn. Mình bán mà, đúng rồi. Rồi thảy đi con, đứng mất cái thảy đi con. Rồi đúng rồi. Rồi. Trời ơi, nhảy thấy, hãy nhẹ nhẹ thôi con. Cố lên. Nếu mà muốn chắc chắn thì mua đi một con cá có 2.000 à. Trời ơi, thiện thiện. Ôi thiện nó thấy hay quá, thấy xém vô kìa. Kìa, trời đất ơi. Cố lên thiện. Còn mua thì lẻ con 2.000. Mua 2 con đi. Năm trái banh hả? Mua 5 trái banh nữa kìa. Kệ thu tiền cho Sugi. 5 trái banh kìa. Cố lên. Thôi thôi, đủ. Rồi. Cố lên. Cố lên con. Rồi. Trời ơi, mình nhắm kỹ vô. Trời ơi, xíu nó vô con rồi. Cố lên. Rồi. Giờ không vô được luôn. Rồi. Rồi cố lên. Rồi, người ta thấy banh cho nó vui. Rồi. Cố lên. Rồi. Bạn Thiện không có trơn hả? Thôi bây giờ nè, tặng cho bạn Thiện 2 con đi, công kỹ con thua 10.000 rồi phải không? Mua 10.000 mà không trúng phải không? Thôi giờ tặng cho con 2 con đó. Bọc đâu? Bọc. Lấy cho bạn 2 con đi. Nè. Hả? Không mua, không thể trúng mà vẫn có quà luôn. Rồi giờ tặng cho bạn kia 1 con, nãy con mua hết 5.000 rồi phải không? Rồi tặng cho bạn kia 1 con luôn. Đó, thua thì vẫn được tặng luôn. Đưa cái bọc nữa. Đây. Hello. Con mua 2 trái phải không? 2 trái. Rồi. 2 trái thôi lại 8.000. Đây nè. Đây nè, 8.000 rồi, của con 8.000 đủ rồi đó. Rồi con cầm 2 trái banh ra con thảy đi. Nè, đây nè. Con tên Bảo phải không? Rồi thảy đây. Kè chia cho bạn nữa kìa, ghê chưa? Cố lên. Thảy vô. Rồi không vô. Trời ơi, thấy bạn như trời. Cố lên. 1 con cá 2.000. Rồi lấy 1 con cá 2.000 cho bạn luôn. Trời đợi. Thôi tới 8.000. Đợi. Rồi bạn này mới đưa 2.000 rồi phải không? Rồi bạn nào nãy đưa 10.000 đâu? Đâu bạn nào mua đâu? Con mới đưa 10.000 rồi. Đây bạn này phải không? Rồi. Đâu? Rồi, từ để từ từ nha con. Ôi, bắt tay đi. Bắt tay đi rồi, bắt tay BCT luôn rồi. Rồi bạn nào bắt tay nữa không? Không thôi tôi đi vô à. Con quá. Con mua 2.000 đúng không? Ôi tấm 10.000 luôn kìa. 5 con luôn, lấy 5 con luôn. 5 con. Con có đủ 8.000 thôi cho bạn kia chưa? Lấy 5 con cho bạn kia luôn. Kệ 2 con cho này. À, con mua 2. Mấy ngàn?
80.000 đứa nào lấy rồi, con lấy rồi hả? Dạ. 5 con cho đứa nào đó. Này con lấy 5 con đi. Con đưa 10.000 đó phải không? Chết không có tiền thòi luôn rồi. Dạ, ai hồi nãy ít. Rồi nè. Chưa hết tiền. Chưa chút xíu thôi cho bạn đó, 8.000 phải không? Chưa đợi xíu. Đợi đâu đi. Đây nè, đây chú đưa cho bạn. Trời ơi. Đây, cái này là chú ưu tiên cá đẹp cho con luôn đó. Còn cá đẹp không? Bắt tay chú thì đi lại đây nè, lấy hàng gạo nè con. Đây nè, cá đẹp luôn nghe. Đó. Tại vì rồi. Bắt tay chú. Bắt tay chú. Quá dữ rồi, vô. Rồi, bắt tay. Chú ơi, chú ơi. Rồi. Không đâu đường đó đâu. Rồi. Chưa. Ai quy rồi, nãy giờ bán ra bán được, nãy giờ bán được nhiêu su ri? Gần được cái bánh kem rồi quy ơi. Rồi, này mình lấy lại 2.000 đưa 8.000 cho bạn kia. À 8.000 đưa cho bạn su kìa. Là được con được nhiêu rồi? Quy vui không quy? Rồi. Rồi 2 4 6 60.000 rồi. Chưa, để bán từ từ, bán hết cái này mới tính hả? Hả? Con định uống nước hả? Lấy nước cái đó đó hả? Giờ mới bán con xíu đủ uống nước hả? Dạ. Sao? Thấy banh hả? Rồi hai banh kìa. Rồi. Sao con? Bán hai con nữa kìa. Rồi quá trời luôn. Bạn nhỏ này mua thêm hai con nữa, lấy hai con cho bạn đó đi. Không vô luôn. Rồi các bạn thấy đi. Rồi thôi lấy 1.000 cho bạn. Ôi vô rồi kìa. Cuối cùng nó cũng vô rồi kìa. Quý một ly luôn. Ờ vô một ly luôn rồi. Vô bọc cho bạn này luôn. Ôi chúc mừng con gái. Bắt tay coi trời. Cuối cùng cũng vô kìa. Rồi đưa qua bên bạn kia cái đó đây. Cái trắng bự luôn hả? Thích cưng à, ngọc nữ nè. Ngọc nữ trong lòng tôi. Vậy đây là cô gái luôn. Rồi Quy khát nước hả Quy? Con khát nước hả? Su cũng khát nước luôn hả? Rồi hai đứa đi mua đá bào uống đi con, đây chú giữ cho. Hả? Chút xíu chú về rồi, chú quay clip xong chú về rồi. Con sợ đi học con la phải không? Đi gái này nữa đi. Hả? Chúc mừng bạn Su hồi nãy vậy mà quay trúng trời. Ừ. Bạn này mua 5 trái phải không nè? Lấy năm trái được rồi. Rồi biết đâu mình hơn mày nè, để chú sắp lại cho, nãy giờ cũng có hai ba người trúng rồi, cũng hết muốn hết cá đây luôn rồi nè. Rồi thảy đi coi cái mức đó kìa Phan. Cái đúng rồi. Con phải đứng ngay cái mức mà được rồi nè con. Đó thảy vô nếu rồi. Ờ đúng rồi. Cô lên. Ngắm kỹ vô. Trời ơi. Rồi bạn này chúc mừng may, chúc may mắn lần sau nghe. Ở lại đây chú cho một con cá, chú thưởng lấy tặng cho bạn con cá đi con. Đó, thấy hụt 5.000 mà thấy hụt được tặng một con cá, 10.000 được tặng hai con luôn. À, chủ yếu là mấy bé nó chơi vui các bạn. Đây nè, có con Nemo đẹp thấy ghê luôn nè, thấy không? Thấy vô cái này, ui cái lô hổ này tới 5 con đúng không? Này 5 con này, hồi này có Nemo đẹp. Từ từ đi, bữa sau đi bán thức ăn. Đứng coi hả? Đứng ngoài nắng nó coi thì nghiệp cái bé. Rồi. Một trái cũng được luôn, một trái. Rồi, hãy đi. Biết đâu con trái chúng luôn kìa. Rồi, không trúng, chúc bạn may mắn lần sau. Rồi con mua mấy trái? 5 trái phải không? Nhớ là 1.000 trái. 1 trái phải không? Rồi thôi lại 4.000 con. Mấy trái? 2 trái đi. 2 trái thôi lại 3.000 cho bạn. 3.000. Đây 3.000 đủ rồi. Rồi nè bà ơi, đâu có, con đứng cái mức đó kìa ông ơi. Ông đứng gì không? Kìa cái mức kìa rồi. Kìa bạn kia nãy thấy chúng kìa. Rồi. Cố lên, rồi. Không trúng luôn. Thêm 2 trái nữa phải không? 2 trái nữa nè, rồi đó đủ rồi đó. À. Rồi. Rồi từ từ đây. Kìa lên phục vụ kìa bạn Quy, rồi không trúng luôn, mua thêm trái nữa không? Rồi, trái nữa, rồi. Rồi. Đây rồi bỏ vô. Lấy cho con. Ê, ăn vàng mất kìa. Rồi. Rồi không trúng luôn thôi, tặng nè, nãy con thua 5.000 không, chú tặng cho con luôn nè. Con trúng. Rồi, lượm bánh vô coi.
Rồi năm con mua năm trái phải không nè, quay clip cho con Linh. Cho quá vô. Cái đường gió bay tiền của bạn Quy nè. 1 2 3 4 5 5 trái. Con mua 5 trái luôn hả? Dạ. Con mua cá hay là con thẻ banh? Con 2.000, con 2.000. Rồi mấy bạn phục vụ chưa chờ, người nào cũng cầm ly nước chứ ai làm phụ tôi trời. Rồi. Rồi, né né ra cho bạn thảy coi con. Thảy đi. Vô. Chưa đợi chút xíu đi cho bạn này thảy xong đi bạn. Không vô luôn, lẩm banh phục vụ đi. Rồi, không vô luôn. Rồi. Bạn trái cuối cùng đi con, cố lên. Rồi, thôi giờ tặng bạn một con. Ê, lấy một con tặng cho bạn đi. Con mấy trái? Một trái hả? Rồi, bán cho bạn này một trái. Hết luôn đi. Hết luôn phải không? Rồi, 10 trái luôn. Hết mấy đâu hỏi vậy? Hết luôn đi phải không? 10 trái. Cái mức cái chỗ là cái chân con đúng rồi. Nè banh nè con, lấy banh đi, lấy banh cho đủ 10 trái đi. Ơ. À, chúng rồi hả? Thấy vô đó hả? Ê, chạy thấy vô luôn kìa, đi chút được. 5 con rồi kìa. Hay dữ trời. Còn mấy trái rồi? Cố lên, có mấy trái Phan để lấy đủ banh đi. Hai trái phải không? Chưa từ từ con. Từ từ lấy lượm lên lấy lại đi. Chú lấy đưa cho đủ 10 trái banh đi rồi hãy thấy nữa. 8. 10 rồi. Ủa bạn này chưa như thấy con cái màu dính luôn rồi kìa, tính được 5 con rồi đây. Thấy hay dữ trời, chắc cô lỗ luôn quá. Rồi. Rồi. Này con cút hồn phải không? Cái mặt quen quen. Rồi. Thấy đây. Em đâu rồi không biết rồi thôi, thấy vô đây tiếp tục. Cố lên. Trời ơi, xếp vô nữa rồi. Cố lên con ơi. Nãy mới vô quất vô một cái này. Ê, à, thấy vô luôn kìa. Kìa rồi, lỗ với này luôn rồi. Ở đây thánh luôn rồi, gần thánh luôn rồi. Ơ, chút xíu nè. Rồi vô. Trời ơi. Ôi thằng quỷ này. 15 con rồi rồi lỗ sặc máu luôn rồi. Gặp cao thủ rồi. Hãy từ từ. Kìa còn mấy trái nữa kìa, con thả cho hết luôn đi con. Đứng rồi, đúng rồi, thấy đây. Trời ơi. Ai ai cho bạn quậy, bạn nhỏ này quậy trời. Rồi, tiếp tục. 15 con nha. Kìa, vô nữa kìa. Ấy rồi, thua rồi, chạy mặt này mấy này thấy ghê quá. Rồi, đúng 20 con luôn. Rồi thấy được con. Rồi, xong. Bạn này quất tới 2 được 20 con luôn, trời ghê vậy. Con được 5 rồi, từ từ để đóng cá vô xong đi gãy nha. Khoan để chú đóng cá vô cho bạn đó xong đi rồi hả để. Cao thủ ném banh, ném trúng nhiêu con? 15 con. Thằng này nó tặng cho nạn trái này ném trúng luôn. Này nhân phẩm tốt ghê. Rồi bây giờ là con mua thêm 10 trái nữa phải không? Rồi để chú nó bỏ vô sao. Ok. 2 4 6 8. Chú cầm cho ai bỏ tàu lao. Rồi con lấy 10 trái banh đó đi con. Đó cơ hội là. Ê đứng cái mức đó kìa con. Đúng rồi, đứng ngay mức mới thấy vô mới được nha. Khoan để chú đợi. Ê lụm banh quay. Ủa cái này nãy để đâu trời, để gần luôn. Ôi mấy đứa dựng xe kỳ vậy. Lấm banh rồi, lấm banh phụ vô nữa luôn. Cố lên. Dạ. Cố lên. Ôi cái đi gần rồi đó. Không vô luôn kìa. Cố lên. Vô kìa, bảo nó vô con rồi kìa. Rồi. Chúng được bọc 10 con bọc đó là quời rồi, con 2.000 chúng được bọc có 5 con rồi. Mua cá chơi mà tôi tiền quán phí rồi, có ai tham gia nó ôi đông dữ vậy ta. Con tên gì? Văn. Tên Văn phải không? Văn. Tên gì? Văn. Tên cái gì, con gái mà tên Văn. Văn. Con gái mà tên Trưng hả? Văn. Cái chân nè. Năm trái hả? Văn. Hay là mua mấy cá, mua cá hả? Ê, lấy cho bạn này con. Con khách quen phải không? Trời ơi, năm trái lụm năm trái lại chọi đi. Lấy trái hả? Thôi 4.000. Trái phải không? Rồi vô. Kìa ơi qua bãi bán cá bạn kìa. Rồi thấy ơi. Cho con thấy lại đó, đứng ngay cái mức thấy mới được. Nói cái mức đó.
mất cái kè, mất cái kè, ở mất đen đen hả? Đừng đứng vô cái mất luôn. Rồi, thấy đi. Rồi, không vô luôn. Rồi. Không vô luôn. Không vô luôn. Không vô luôn. Rồi, 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 để chút xíu. Không vô luôn. Ê, bạn kia ăn vàng ha, chơi ăn vàng ha. Rồi, cố lên. Tin tưởng đi. Rồi, không vô luôn. Rồi. Rồi, tới bạn này 10 trái. Ai, chưa chưa. Phải 10 trái phải không? 2, 4, 6, 8, 10. Rồi, đấy thấy đi con. Rồi. Cố lên, cố lên. Không vô. Cố lên, cố lên. Ê. Cố lên, cố lên. Ê, chút xíu nữa chứ. Cố lên, cố lên. Kè lượm banh đúng rồi đó. Rồi, cố lên, cố lên. Rồi lấy con cho bạn đi. Vô ở kìa. Vô. Thằng này được. Thằng này là thánh thể luôn, đã giờ thấy biết chút mấy chục con rồi. Vô lớp không đãi. Cố lên. Tao thấy nãy giờ. Năm con là quầy vốn rồi còn gì nữa. Kẹp lấy. Mấy trái, lấy một trái phải không kìa nè. Kìa thằng này sao mà nó nhiều dữ trời. Kìa. Này thấy quen tay vậy chút. Kè vô 5 con cho bạn. Cố lên né né cho bạn kìa, né né cho bạn thấy kìa. Ủa con nhả đâu? Con đâu? Túi kia, túi trên kia hả? Cố lên. Rồi. Không vô, cố lên bạn này. Trời ơi chút xíu nữa. Ê vô kìa. Đây để chú. Thằng này nó lượm bút hết luôn à. 10 con, 10 con rồi đó. 10 con rồi. Trời ơi. Chết được rồi, lỗ như này luôn rồi. Trời ơi. Thôi cậy đi, cậy. Cậy đi, cậy không sao. Rồi, cố lên còn 2 ly cuối cùng luôn. Trời ơi, nãy thấy hay quá. Cố lên, cố lên. Trời ơi. Rồi. Gặp thánh thảy luôn rồi. Rồi hết luôn rồi. Trời ơi, để thấy hết trơn luôn các bạn. Ồ. Quá trời dữ luôn, gặp thánh thảy luôn. Trời thấy ghê thiệt chứ. Nãy giờ 30 con. Rồi chuẩn bị nghỉ luôn rồi. Đây rồi, để chú đóng phụ. Thì ngày hôm nay một cô cá gây quỹ từ thiện làm sinh nhật cho bạn, cho bạn này nè, cho bạn Huy cũng đã kết thúc rồi, chắc có được có tận tầm trăm mấy nha, chắc phải bù tiền thêm rồi. Tại bé này nè, nó thấy sao mà trúng hết trơn luôn à. Nó trúng kìa, một mình nó mà thấy có 40 ngàn phải không? Có 40 mà nó trúng đâu, gần 50 và hơn 100 con cá luôn. Đó. Quá trời luôn. Rồi, cảm ơn mấy đứa nha, cảm ơn mấy đứa đã ủng hộ cho bạn Phỏng nha. Đây nè, rồi được nhiêu tiền rồi, ship rồi. Được nhiêu tiền rồi cô chú nhỏ? Đâu Huy. Huy bán hết cá rồi, vui không Huy? Rồi. Hả? Chưa vậy nè. 140. Nè bóc nè, bóc nè, bóc nè. Dạ cho bóc bự với dạ. Rồi. Mày cứ cầm tiền đi. 140 rồi. Được 140 hả? Bóc bự. Rồi quá dữ luôn. Đem cái bóc bự nè. Trời nãy giờ. Ê bao nhiêu cá đó mà có 140 là lỗ luôn rồi. Rồi mấy kìa kìa coi cô chủ nhỏ rồi các bạn. À, hôm nay là Bersiter lại đại náo của cái khu này. Mấy đứa nhỏ nó bu nghẹt xì lì. Ơi, đâu, hết trời. Đâu nãy sao con nói ế mà. Ở ế mà đừng có người mua. Hết chú hết nước luôn rồi. Cho con cái ly nè, con bỏ vô ly cho dễ nè. Rồi. Chú Bersiter rớt tiền kìa. Đâu đâu. Đâu trời ơi rớt ngàn đó kìa, lượm lại lượm lại. Đây, đúng rồi. Rồi. Chú cầm cái này sao chú đóng được? Còn cá không nữa. Hết rồi. Hết rồi mấy đứa, hẹn hẹn bữa sau nghe. Hẹn bữa sau.
Rồi chào tạm biệt. Rồi xong chưa? Rồi, giờ đi về nè. Kệ đưa vô cho mẹ bạn xem đi. Nó đi bán cho người ta. Rồi. Ủa? Nó khoe với mẹ đó thôi, nhưng mà thật sự lần hồi là đưa cho người khác. Chứ bán được nhiêu đó hả? Ờ. Rồi, rồi đem ra đưa cho anh Huy, cho anh Huy, đưa cho mẹ anh Huy. Bạn Huy. Rồi. Rồi tiền có. Đúng rồi, hết trơn cá luôn đó. Đây khoan. Từ từ. Rồi nè. Rồi bây giờ là tiền bữa nay là bán mục đích là gây quỹ cho anh Huy, làm xin cho bạn Huy lộn. Gây quỹ đúng hộ cho anh Huy. Rồi bạn Huy, rồi bây giờ là đưa tiền cho nhà bạn này là bạn giữ tiền rồi, mời bạn đưa cho bạn Huy. Mẹ bạn Huy, bạn Huy đưa cho mẹ bạn Huy dẹp nha. Rồi tới ngày đó là tôi kêu lấy ra mua đồ là đưa nè Huy, lấy được không? Rồi đây nè Huy, Huy đây nè, Huy đây nè. Rồi lại đưa cho mẹ con đi, rồi để dành nó bán tư góp từ từ. Rồi bữa nay đi bán vui không? Vui mà con có được ngàn nào không? Không. Trời, đi bán gì mà mới có xíu, đang lúc đông cái bả la khát nước quá, hai đứa đi uống đá bào mình bán cũng đổ vừa thôi. Tính ra lần nhỏ này chứ nha là bán nhiều nè, còn hai người nhân vật chính là toàn vậy. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Không, chủ yếu là ít khoảng một thời gian nữa, một thời gian nữa là còn cũng không bao lâu nữa đâu, là chị nó về làm sinh nhật á, sẵn mình nấy đây mình góp từ từ bán cá thủy sinh của mình á, mình đem đi bán chứ là tặng chồng bé. Bạn này đã góp công nè, có góp công phải không, cũng là người đưa ra ý tưởng đó. Rồi, rồi chào tạm biệt mọi người nha.